Hôm nay chúng ta tiếp tục cái nội dung của môn học. Chúng ta qua nội dung là công thức Green. Bây giờ vấn đề đặt ra như thế này các anh chị. Giả sử có một cái chất điểm M. Chất điểm M này chuyển động dọc theo đường cong C. Đường cong C này có đặc điểm là đường cong kín. Đường cong kín có nghĩa là điểm đầu với điểm cuối nó trùng nhau. Điều thứ nhì là đường cong kín này bao lấy cái miền D là miền được bao bởi đường cong kín C. Thế thì ta có tích phân trên đường cong kín C. Chúng ta lưu ý là tích phân đường loại 2 trên đường cong kính C thì họ thêm cái dấu tròn ở giữa ha. Còn nếu mà cho nó chuẩn mực ra đó thì viết cái dấu tích phân ha. Rồi viết cái dấu tròn, dĩ nhiên tôi phóng to cho nó dễ thấy. Và đôi khi người ta đẻ thêm cái chiều di chuyển được định nghĩa là chiều dương là ngược chiều kim đồng hồ ha. Thế thì tích phân trên đường cong kính C của P x y dx cộng với q x y sẽ bằng tích phân kép trên miền D của đạo hàm riêng của q theo biến x trừ đi lấy đạo hàm riêng của P theo biến y DA. Ở đây với điều kiện là hai hàm PQ và các đạo hàm riêng cấp 1. Có nghĩa là đạm riêng của P theo biến x, đạm riêng của P theo biến y, đạm riêng của q theo biến x, đạm riêng của q theo biến y. Nó có đặc điểm là liên tục trên trên miền D. Đó chính là cái điều kiện để áp dụng cái kết quả lý thuyết này. Và cái ý nghĩa của cái công thức Green, chúng ta thấy rằng là cho chúng ta một cái mối liên hệ giữa tích phân đường loại 2 trên đường cong kính C với cái tích phân kép với tích phân kép thì miền D của các đạo riêng, cụ thể là q phẩy theo x trừ p phẩy theo y cho chúng ta một cái mối liên hệ giữa hai cái vấn đề. Thứ nhất là tích phân đường loại 2, vấn đề thứ nhì là tích phân kép, tức là tích phân của hàm hai biến số trên cái miền D. Thế thì một cái chú ý nhỏ nữa là đôi khi nó giúp cho chúng ta, nếu mà tính cái tích phân trên đường cong kính C PDX cộng PXY DX cộng với QXY DY, thì đôi khi nếu mà chúng ta tính trực tiếp, có một số bài toán nếu mà chúng ta tính trực tiếp thì có thể nó dài nhưng mà nếu mà tính dùng công thức Green áp dụng công thức Green
thì nó có thể cho ta một cái cách tính đơn giản. Và dĩ nhiên là không phải bài nào cũng như vậy, không phải là bài nào cũng như vậy, nhưng mà có một số cái bài thì nếu mà chúng ta áp dụng công thức Green thì nó giúp cho cái việc tính toán nó trở nên đơn giản hơn. Đây, chúng ta làm một số bài tập. Chủ yếu cái phần này là bài tập là chính. Lý thuyết thì các anh chị thấy ngắn gọn thôi. Tính tích phân trên đường cong kín C y dx trừ dx dy. Ở đây C là đường tròn tâm góc tọa độ và bán kính bằng 4. Ở đây chúng ta thấy rằng là bước thứ nhất chúng ta xác định hai cái hàm PQ. Hàm P là hàm đi với dx tức là y. Hàm Q là hàm đi với dy là trừ x. Giờ chúng ta tính các đạo hàm riêng. Đạo hàm riêng của P theo biến y. Khi chú ý là cái hàm P đi với dx thì chúng ta sẽ lấy đạo hàm theo cái biến còn lại, theo biến y. Dễ thấy là y lấy đạo hàm riêng theo y là bằng 1. Đạo hàm riêng của Q theo biến x. Q là hàm đi với dy thì mình lấy đạo hàm của kết quả đó theo biến x. Trừ x, các anh chị lấy đạo hàm theo x rõ ràng bằng trừ 1. Giờ tiếp theo chúng ta vẽ cái đường cong C. Các chị lấy góc tọa độ làm tâm, vẽ một cái vòng tròn có bán kính bằng 4, tương đối ha, tương đối. Bán kính bằng 4. Và các anh chị hình dung đường cong C ở đây là chiều dương ngược chiều kim đồng hồ. Chúng ta hình dung là chắc điểm M nó di chuyển dọc theo đường tròn ha. Nhưng mà cái hướng chiều di chuyển của nó là theo ngược chiều kim đồng hồ đây, được định nghĩa là chiều dương. Và đường cong C cả lớp thấy là bao lấy cho chúng ta cái miền D, chính là cái đĩa tròn hoặc là hình tròn. Ta chưa ra đây ghi chú đó là đây. Đây chính là đĩa tròn hoặc là hình tròn. Rồi, bây giờ mình nói áp dụng công thức Green. Lúc này các anh chị thấy rằng là tích phân đã cho.
chính là PDX cộng với QDI ha. Thì chúng ta thu được là tích phân kép trên miền D. Đàm riêng của Q theo X trừ đàm riêng của P theo IDA. Như máy áp dụng máy tôi mới viết công thức thôi ha. Rồi tiếp tục, giờ chúng ta thay thế vào tích phân kép trên miền D, Q phải theo X các anh chị thấy là -1. Trừ P phải theo Y là -1. Đây. Hàng số -2 chúng ta đưa ra ngoài. Bên trong còn tích phân trên miền D của D. Và chúng ta để ý rằng là tích phân kép trên miền D của DA theo lý thuyết, chính xác là theo cái phần ứng dụng của bài giảng về tích phân kép, thì chúng ta để ý chính là nó bằng diện tích của miền D. Tích phân kép thì miền D của khi hàm F, hàm lấy tích phân mà nó bằng 1, thì chúng ta chú ý rằng là lúc đó là tích phân kép trên D, trên miền D của DA chính là già tờ của D, là diện tích miền D. Và chúng ta thấy rằng là diện tích của hình tròn là bằng bình phương bán kính nhân với pi, pi nhân với bình phương bán kính. Cho nên đáp số cả lớp thấy là pi 2 trừ 2 nhân với pi nhân với 4 bình phương, và đáp số là -32 pi. À, thì các anh chị thấy rằng là đối với bài này thì giờ cái việc áp dụng công thức Green thì chúng ta thấy rằng là tính rất là ngắn gọn. Dĩ nhiên có điều đặc biệt là làm nó xuất hiện cái tích phân kép thì miền D của giờ A ha. Chú ý là phần lý thuyết của bài giảng hôm nay thì nó nằm ở cái tóm tắt bài giảng của tuần trước luôn nha cả lớp, là tóm tắt bài giảng số 7 ấy. Bài 2. Mình viết cái đề trước lỡ ghi chữ giải. Tính tích phân trên đường cong chính C của x y dx cộng với cộng thêm x bình y mũ 3 dy. Ở đây C chu tuyến tam giác có 3 đỉnh. Đỉnh O tọa độ 0,0 tức là góc tọa độ nè. Rồi đỉnh A tọa độ 1,0. Rồi đỉnh B tọa độ 1,2. Này để chỉ giải cho nó kỳ. Giờ mới giải. Để chúng ta vẽ hình trước. Thật ra làm bước nào trước cũng được. Lấy điểm điểm B tọa độ 1,2.
Điểm B. Còn điểm A tọa độ 10 là đây. Còn góc O các anh chị thấy rồi, góc tọa độ rồi. Bây giờ xét tam giác có 3 đỉnh là OAB, chúng ta nối thành đường liền đây các anh chị. Nối O với B. Bây giờ chúng ta hình dung đường cong xe đó, bây giờ chính là chu tuyến của tam giác, có nghĩa là đường biên. Các chị hình dung chắc điểm M, ví dụ ban đầu nó nằm ở O đi. Chắc điểm M di chuyển dọc theo cạnh OA ha, đến điểm A. Rồi di chuyển dọc theo cạnh AB đến điểm B. Rồi từ điểm B di chuyển trở về điểm O dọc theo cạnh BO. Và chiều di chuyển như vậy được gọi là chiều dương. Và cái đường đó là đường di chuyển được gọi là đường cong xe. Chúng ta thấy là đường cong xe bao lấy cho chúng ta cái miền D là hình tam giác OAB. Coi như hình tam giác này được gọi là miền D đi. Rồi. Bây giờ hàm P, hàm đi với DX là X nhân Y. Hàm Q và hàm đi với DY là X bình Y mũ 3. Các anh chị tính đạo hàm riêng của Q theo X. X bình nhân với y mũ 3, lấy đạo hàm riêng theo x. Đạo hàm riêng theo x thì chúng ta xem y là hằng số, y mũ 3 chúng ta đưa ra ngoài, bên trong còn là x bình lấy đạo hàm riêng theo x. Và các anh chị được y mũ 3 nhân với 2x, và đáp số là 2x y mũ 3. Có nghĩa là đó là kết quả cho cái việc tính đạo hàm riêng của quy theo biến x. Đạo riêng của P theo biến Y. P các anh chị theo X nhân Y, lấy đạo riêng theo Y. Đạo riêng theo Y thì chúng ta để ý xem X là hằng, cho nên là đưa hằng số X ra ngoài, bên trong còn lại là Y lấy đạo hàm theo Y. X nhân với 1 các anh chị thấy là bằng X. Giờ chúng ta nói áp dụng công thức Green. Ta được. Y bằng tích phân kép về miền D của đạo hàm riêng của Q theo biến X trừ đi đạo hàm riêng của P theo biến Y. DA. Và các anh chị thay thế vào. Tích phân kép trên miền D, Q phải theo X là 2X Y mũ 3, trừ P phải theo Y là đạo riêng của P theo Y là X. Đẹp. Bây giờ chúng ta xác định cận cho miền D. Quay trở lại cái miền D. Miền D ở đây chúng ta thấy rằng là X
đi từ 0 tới 1 ha. Còn biên phía dưới, ở đây chúng ta kẻ thêm cái đường. Thì chúng ta thấy rằng là biên phía dưới chính là cạnh OA, phương trình là y bằng 0. Biên phía trên là cạnh OB, phương trình là y bằng. Chúng ta để ý rằng là cạnh OB là một đường thẳng. X bằng 0, y bằng 0. X bằng 1, y bằng 2. Dễ thấy phương trình là y bằng 2x. Đường thẳng đi qua góc tọa độ. À, x bằng 0, y bằng 0. X bằng 1, y bằng 2. Rõ ràng y bằng 2x. Để chi? Để bây giờ với cái miệng đen như vậy đó thì chúng ta sẽ xác định cạnh cho nó. Vì đây hai chấm xác định cận nè, rõ ràng với miệng đen như bên trên thì cho x chạy trước đi, thì điểm xa nhất về bên trái có hoành độ là 0. Điểm xa nhất về bên phải thì chúng ta thấy rằng là có vô số điểm nằm trên cạnh AB và hoành độ các anh chị thấy đều bằng 1. Y đi từ biên dưới cho đến biên trên, biên dưới phương trình là y bằng 0. Biên trên phương trình các anh chị thấy rằng là y bằng 2x. Ở bài này thì các anh chị thấy rằng là dù sao thì cái cách chuyển qua tích phân kép trên miền D, tuy rằng là cái miền D nó là cận đó là cái miền đó là miền tam giác, tích phân mình không có viết ngay được, tuy nhiên thì chúng ta cảm nhận rằng là dù sao thì nó vẫn làm theo cách áp dụng công thức Green thì nó vẫn ngắn hơn so với cái chuyện mà mình tính từng cái tích phân đường trên từng cạnh của tam giác ha. Cạnh OA rồi cạnh AB rồi cạnh BO mình cộng 3 tích phân đó lại mình mới ra đáp số, thì dĩ nhiên là chúng ta cảm nhận là dùng cái công thức Green nó ngắn hơn. Cái ý toán muốn anh chị chú ý cho đó. Tôi định viết chữ vậy nhưng mà bên trên mình viết chữ vì rồi nên y bằng. Bây giờ chúng ta ráp cận vô các anh chị, tích phân từ 0 tới 1, tích phân từ 0 đến 2x, hàm số dưới dấu tích phân chúng ta viết lại 2x y mũ 3 trừ x dy dx. Giờ chúng ta tính lớp trong trước. Tích phân từ 0 đến 2x. dy. Lưu ý rằng là khi tính tích phân theo biến y như thế này thì chúng ta nhớ lại là xem x là hằng. Xem x là hằng số. Hai x là hằng số, viết lại một nguyên hàm của y mũ 3 là y mũ 4 chia 4. Trừ đi x là hằng số, một nguyên hàm của hằng số là hằng số nhân với biến, có nghĩa là x nhân y. Biến hay là biến y. Y đi từ 0 cho đến 2x. Thay y bởi cận trên. Trừ đi x nhân với 2y thay bởi nhân với y thay bởi 2x. Còn các anh chị thấy rằng là trừ đi thay y bởi số 0 thì cận dưới là bằng 0, thì chúng ta dễ thấy là bằng 0.
2x mũ 4 là 16x mũ 4. Chia 4 là 4x mũ 4 nhân 2 là 8x mũ 5. Trừ đi 2x bình phương. Đó là lớp trong. Và lớp ngoài. Tích phân từ 0 tới 1 của kết quả vừa rồi. Một nguyên hàm của x mũ 5 là x mũ 6 chia 6. Một nguyên hàm của x bình là x mũ 3 chia 3. Cặn đi từ 0 đến 1. Thay x bởi cặn trên thay x bởi số 1, các anh chị dễ thấy là 8 chia 6. Trừ đi 2 chia 3. Tám chia 6 thì các anh chị thấy rằng là 4 chia 3 trừ 2 chia 3, đáp số là 2 chia 3. Đó thì tuy rằng là cái bài số 2 này nó không có tầm thường, không có nhanh, nhưng mà dù sao nó vẫn nhanh hơn so với cái việc mà tính trực tiếp tích phân đường loại 2 dọc theo ba cạnh. Các anh chị để ý là dĩ nhiên các chị có thể đặt ra câu hỏi là ủa thầy chưa tính sao biết được. Dĩ nhiên là tôi làm rồi nhiều là tôi biết. Ba cạnh nó tính từng cái tích phân đường nó lâu hơn, dài hơn. Dĩ nhiên không phải là cái nào ngắn nó cũng đơn giản, nhưng mà đối với cái bài toán vừa rồi thì chắc chắn về mặt tính toán nó cũng đã cực hơn so với cái việc tính trực tiếp. Ta làm thêm ví dụ nữa để kết thúc cái phần này. Tính tích phân trên đường cong kính C của y nhân với m x dx cộng 2 m x dy. Ở đây C chu tuyến. Tuyến đó là đường, chu là chu vi, có nghĩa là đường viền xung quanh đó. Chu tuyến của hình chữ nhật. Có các đỉnh. Tọa độ 0,0. Tọa độ 3,0. Tọa độ 3,4. Tọa độ 0,4. Yeah. Và bước thứ nhất chúng ta vẽ hình. Đến O, tọa độ là 0,0.
Đến tiếp theo, hoành độ là 3, tung độ là 0. Đặt tên là A đi. Đến tiếp theo, tọa độ là 3, 4. Đặt tên là B. Đến tiếp theo là tọa độ là 0, 4. Tên là C. C nó trùng với tên C này mất. Tên khác đi. OAB BE đi. BE. Và các chị hình dung. Ban đầu chất điểm M nằm ở góc tọa độ, rồi đi dọc theo cạnh OA đến điểm A, rồi dọc theo cạnh AB đến điểm B, rồi từ B dọc theo cạnh BE trở về E, và từ E dọc theo cạnh AO trở về góc tọa độ. Chúng ta hình dung là chất điểm nó di chuyển như vậy. Và chiều di chuyển của chất điểm này được gọi là chiều dương, và đường cong này được gọi là đường cong C, chu tuyến của hình chữ nhật. Chúng ta thấy là đường cong C này bao lấy cho chúng ta miền D chính là hình chữ nhật luôn. Hồi nãy là đường chữ nhật ha. Chu tuyến của hình chữ nhật bao lấy chúng ta cái miền D là hình chữ nhật. Chúng ta chưa ra đây ghi chú đây là chính là miền D. Bây giờ hàm P, hàm đi với hàm P là hàm đi với DX, các chị thấy rằng là y nhân với E mũ X. Còn hàm Q là hàm đi với DY hay E mũ X. Tiếp theo chúng ta tính đạo hàm riêng của P thay biến Y. Y nhân với E mũ X lấy đạo hàm riêng theo Y. Các chị thấy E mũ X là hàng đưa ra ngoài, bên trong còn lại là Y đạo hàm theo Y. Dễ thấy là E mũ X nhân 1 bằng E mũ X. Hàm riêng của Quy theo X, 2 E mũ X lấy hàm riêng theo X vẫn bằng 2 E mũ X ha. Bây giờ mình nói áp dụng công thức Green. Tích phân ban đầu sẽ bằng tích phân kép đi miền D, đàm riêng của Q theo X trừ đi đàm riêng của P theo Y. Đề A. Đàm riêng của Q theo X là 2 lần E mũ X. Trừ đi đàm riêng của P thay biến Y là E mũ X. Và các anh chị thu được là tích phân kép về miền D của E mũ X DE. Bây giờ chúng ta để ý là miền D là hình chữ nhật bên trên, thì chúng ta xác định cận cho cái hình chữ nhật. Rõ ràng D 2 chấm. Nếu cho x chạy trước thì các anh chị thấy rằng là x đi từ 0 tới 3, y đi từ 0 đến 4. Hình chữ nhật là chúng ta dễ xác định cận thôi. X từ 0 tới 3, y từ 0 tới 4 tương đối rõ. Vậy y bây giờ bằng tích phân ráp cận vô x từ 0 đến 3, y từ 0 tới 4, e mũ x, dy dx. Và chúng ta dễ thấy là bây giờ chúng ta tách thành tích của hai tích phân xác định, tích phân từ 0 đến 3
MX để nhân với tích phân từ 0 tới 4 của DE. Một nguyên hàm của MX là MX cận đi từ 0 đến 3. Nhân với nguyên hàm của 1, một nguyên hàm của 1 là Y cận từ 0 tới 4. Thay x bởi cận trên là mu 3, trừ đi thay x bởi cận dưới là mu 0. Nhân với phía sau là thay y bởi cận trên là 4, trừ đi thay y bởi cận dưới là 0. Và đáp số các anh chị thấy là 4 nhân với mu 3 trừ đi 1 mu 0 để ý là 1. Đó thì chúng ta thấy nếu mà chúng ta tính trực tiếp tích phân đường loại 2 này thì các anh chị tính tích phân đường này trên cạnh OA là Y1 đi, rồi tính tích phân đường đó trên cạnh AB là Y2 đi, rồi tính tích phân đường đó trên cạnh BE là Y3, và cuối cùng là tính tích phân đường loại 2 đã cho trên cạnh EO là Y4. Thì dù sao chúng ta cảm nhận ngay rằng là tính tích phân đường trên 4 cái cạnh đó, 4 cái tích phân đường đó thì chắc chắn là nó bài viết nó dài hơn so với cái việc mình áp dụng công thức Green. Và cái này ba ví dụ minh họa đó cũng tương đối đủ cho cái bài giảng hôm nay rồi. Bài hôm nay thì nó tương đối ngắn gọn. Và các cái nội dung khác, các cái ví dụ khác thì cái số liệu nó cũng tương tự thôi.